Rồi, xin chào các bạn quý vị. Hôm nay mình sẽ mở hộp nhanh chiếc Xiaomi Redmi K30 5G phiên bản sách tay mua tại Mobile City. Đây là vỏ hộp của máy Redmi K30 5G. Mình mua ở đây là phiên bản 6GB trên 64GB nhớ trong. Đây là hàng sách tay thị trường Trung Quốc. Mình có mua thêm bảo hành vàng trị giá 450.000. Các bạn đặt trước thì sẽ được giảm 100.000, được tặng kèm một cái tai nghe của Xiaomi. Mình không đánh giá cao cái tai nghe này. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn. Thực ra thì mình mở hộp rồi để còn cài set play với đăng ký mở khóa Bootloader để còn cài tiếng Việt sẽ phải mất 7 ngày. Nhưng các bạn ở xa yên tâm là chúng ta sẽ được hỗ trợ từ xa qua TeamView, như là chúng ta có thể mua hàng online thoải mái. Còn mình thì Hà Nội mà, nên mình mua luôn. Trong này sẽ có một cái ốp lưng thì mình đã bọc rồi, một cái que chọc SIM. Đây là máy của chúng ta, được tặng kèm một cái ốp lưng. Phiên bản của mình là phiên bản màu xanh. Trong hộp của con Redmi K30 5G thì nó sẽ khác con K30 4G ở củ sạc nhanh. Ở đây củ sạc nhanh là của 30W, điện áp ra của nó tối đa là 20V với 1,35A. Ngoài ra chúng ta sẽ có một chiếc cáp USB Type-C. Phiên bản mình mua có giá là 5.050.000. Link mua hàng mình sẽ để ở trên phần mô tả video. Đây là chiếc máy của chúng ta. Nó có màu xanh. Ở đằng sau nó khác một cái con 4G là nó có một cái logo 5G ở đây. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có cụm 4 camera, lần lượt là 64MP, khẩu độ là 0.8, một cái camera góc rộng 8MP, một cái camera zoom 5MP và một cái camera xóa phông 2MP. Còn đằng trước của chúng ta thì sẽ có hai camera 20MP khẩu độ 2.2 và một cái camera góc rộng là 2MP. Máy có dung lượng pin là 4500mAh, có hỗ trợ hai SIM nano 4G và không có thẻ nhớ ngoài. Ở cạnh trái chúng ta sẽ có khay đựng hai SIM nano, ở cạnh phải sẽ có phím nguồn kết hợp cảm biến tay và hai phím tăng giảm âm lượng. Ở bên dưới chúng ta sẽ có loa ngoài, mic đàm thoại, cổng USB Type-C và cổng 300W mini. Còn phía cạnh trên sẽ có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa và mic thu âm. Ở đây là khay hai khay SIM nhé, không phải 2 trong 1. Không hỗ trợ thẻ nhớ. Với con chip 765G thì nó cho hiệu năng cao hơn với chip 730G một chút. Tuy nhiên được tích hợp sẵn model 5G cùng với MIUI 12 và Android 11 thì cho chúng ta trải nghiệm rất là thoải mái, mượt mà trên Xiaomi. Giao diện tùy biến, nhiều tính năng hay. Cái này bạn nào dùng Xiaomi thì mới biết được. Đối với loa ngoài của máy thì máy chỉ có một loa ngoài ở phía dưới, còn loa trên chỉ là loa thoại. Chất lượng thì mình tính giá cũng bình thường thôi, không cao. Đối với camera của máy thì nó có rất là nhiều chế độ ở đây. Con này có hỗ trợ quay phim 4K với 60fps nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra nó ở đâu. Và có rất là nhiều chế độ ở đây. Quan tâm nhất là chế độ chuyên nghiệp thì nó cho phép chỉnh tay lên tới 30 giây. Nói thêm một chút về phần mềm thì hiện tại máy của mình đang chạy phiên bản Android gốc. Hiện tại máy chưa có tiếng Việt, đang chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung. Mình đã cài set play và đang chờ unlock bootloader để cài tiếng Việt. Hoặc là mình chạy tiếng Việt qua TeamView, nhờ tổng đài Mobile City hỗ trợ thì mình sẽ làm clip chia sẻ cho mọi người sau. Đương nhiên là con này sẽ được update lên MIUI 12 rồi. Nhưng mà khi chờ mình cài sẽ up RAM tiếng Việt sau. Tóm lại thì đây là một cái máy mà rất là đáng mua ở trong cái phân khúc 5 triệu. Chúng ta sẽ có chip 765, chúng ta sẽ có một cái máy thiết kế rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, pin trâu, cũng như là sạc nhanh và có cả 5G. Mặc dù là nước ta chưa có 5G. Vậy mọi người nghĩ sao? Cảm ơn mọi người đã xem clip, xin chào tạm biệt.